Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 đã chính thức khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 diễn ra sau khi hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 thành công rất tốt đẹp. Kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng, Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định nhiều vấn đề để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực, khắc phục các điểm nghẽn, tất cả vì sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đảm bảo đời sống của nhân dân. Về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp rất lớn với 31 dự án luật, dự thảo nghị quyết được thảo luận. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, phấn đấu thông qua 18 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và thảo luận cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác. Quốc hội sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và nhiều nội dung quan trọng khác. Cũng tại phiên họp, Quốc hội sẽ xem xét tiến hành bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số nội dung công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ngay sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội.